Thưa quý vị, thưa các bạn, bước vào năm 2022, mặc dù tình hình dịch COVID đã được kiểm soát, tuy nhiên theo các chuyên gia, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường. Do vậy, đòi hỏi hoạt động xúc tiến thương mại cần những đổi mới để đạt được hiệu quả cao hơn, góp phần mở rộng thị trường trong và ngoài nước, phát triển xuất khẩu. Năm 2021 qua đi với thành công ấn tượng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên đến 668,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020. Đạt được những thành công này không thể không kể đến đóng góp của hoạt động xúc tiến thương mại. Những con số ấn tượng về hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2021 đã vẽ lên bức tranh toàn diện về hoạt động này, như trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến được tổ chức trên cả nước, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện xúc tiến thương mại trực tuyến. 5 hội chợ triển lãm thương mại trực tuyến có quy mô lớn tại Việt Nam như Việt Nam Expo, Việt Nam Food Expo, Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản 2021, Triển lãm Quốc tế Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam năm 2021, Triển lãm Internet Expo được tổ chức thành công. Tham gia trên 10 hội chợ triển lãm dưới hình thức gian hàng trực tuyến tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Cộng hòa Liên bang Đức. Tổ chức tham gia chuỗi triển lãm từ xa Remote Exhibition tại 6 hội chợ quốc tế lớn ở Trung Quốc. Hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại của các bộ ngành địa phương thực hiện 160 đề án cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Nộp ngân sách nhà nước trên 65 tỷ đồng là 50% giá trị của giải thưởng không có người trúng thưởng của 237 chương trình khuyến mại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế dự báo, trong năm 2022, kinh tế thế giới sẽ có nhiều bất ổn và biến động khó lường. Do vậy, công tác xúc tiến thương mại cần có những đổi mới để có thể hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Với vai trò xúc tiến tiêu thụ, cầu nối cho hàng Việt ra thị trường nước ngoài, hoạt động xúc tiến thương mại năm 2022 được định hướng ưu tiên cho các chương trình trung hạn đối với một số ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng. Theo đó, các hoạt động sẽ được thiết kế phù hợp với mỗi đối tượng, ngành hàng, thị trường và đồng bộ với việc thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đặc biệt là sẽ tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh của hệ thống cơ quan đại diện và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong xúc tiến xuất khẩu. Những cái nhận định của các tổ chức quốc tế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái nhu cầu, trước hết là xét về nhu cầu của thị trường thế giới thì tăng rất cao, và đó là cái cơ hội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ chủ trương là đẩy mạnh những cái hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống cơ bản trên những cái thị trường xuất khẩu trọng điểm của mình với những cái ngành hàng trọng điểm xuất khẩu chủ lực. Cụ thể ví dụ chẳng hạn như là Bruxelles Bỉ đối với thủy sản, rồi thì là High Point đồ gỗ của Mỹ, vân vân. Bên cạnh đó thì đã có một cái xu hướng thay đổi, đó là xúc tiến thương mại số trên môi trường số. Thì chúng tôi qua cái thời gian vừa qua chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái phương thức xúc tiến thương mại mới mà bổ sung rất là hiệu quả cho những cái hạn chế về cái phương thức xúc tiến thương mại truyền thống. Một cái nữa là chúng tôi sẽ ưu tiên cho cái hoạt động là nâng cao năng lực, tăng cường năng lực trong hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt ở đây là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đấy, để làm sao đó nâng cao được tốt nhất cái năng lực của doanh nghiệp, của công ty, của nhà xuất khẩu đối với việc là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Bên cạnh chương trình xúc tiến thương mại mà chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng với lại Bộ Công Thương, thì bản thân Hiệp hội cũng có những cái chương trình riêng của mình để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp bằng các cái công nghệ hiện nay về online, về số và các cái kết nối B2B với lại khách hàng. Thì chúng tôi hy vọng rằng là tất cả những cái tác động tích cực từ cái khối thị trường này nó sẽ mang lại cái lợi ích cho Việt Nam. Trước mắt là trong 10 năm tới theo cái chiến lược phát triển thủy sản mà Thủ tướng mới ban hành. Trong cái bối cảnh còn COVID phức tạp, còn chiến tranh thương mại và bảo hộ mậu dịch, rồi là khả năng lạm phát trên phạm vi toàn cầu, thì đó phải hiểu là những cái thách thức sẽ đến với chúng ta. Đối với cục thì chú trọng thực hiện thật tốt một số các nhiệm vụ như sau. Một là quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kinh nghiệm của các nước để tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cái môi trường pháp lý thuận lợi cho việc xúc tiến thương mại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại theo hướng gắn kết giữa cái việc xúc tiến thương mại với việc định hướng và điều chỉnh quá trình tổ chức sản xuất. Phối hợp lồng ghép xúc tiến thương mại và xuất khẩu nhằm khai thác, phát huy hiệu quả
do các hiệp định thương mại tự do mang lại, nhất là các hiệp định thế hệ mới. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại trên môi trường số. Để hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả, hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương, trung ương và tổ chức quốc tế sẽ được lồng ghép nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên các hoạt động kết nối tiêu thụ, kích thích nhu cầu và tăng trưởng nội sinh để giải quyết đầu ra cho nông sản mùa vụ, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia vào những khâu có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.